Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn cảnh đẹp ở trên đảo Bonaventure ở Gaspésie mà gia đình mình đi đầu tháng 8 năm rồi là năm 2021. Và nơi đây hồi xưa là một cái làng chài, nhưng bây giờ khu này đã trở thành một trong những khu bảo tồn chim lớn nhất và dễ tiếp cận nhất trên thế giới. Nơi đây các bạn có thể đi đến gần xem mấy con chim và chụp hình nó rất là đẹp. Mời các bạn xem video của mình nhé. Tụi mình đang trên đường đến thành phố Pacé, nơi mà các cái cục đá nổi tiếng đó các bạn. Và từ cái thành phố Pacé ngay bến tàu đó mình mua vé đi qua đảo Bonaventure. Thì nếu các bạn đi thẳng từ Montreal đến đây là khoảng 11 tiếng lái xe, nhưng mà tụi mình ngừng ở nhiều nơi. Thì hôm nay là tụi mình đang trên đường đến cái thành phố Pacé. Các bạn thấy cảnh hai bên đường rất là đẹp, một bên là núi, một bên là biển, và xa xa các bạn có thể thấy cái núi Pacé ở ngoài giữa biển đó. Thì từ ngay chỗ đó mình mua vé đi qua cái đảo Bonaventure. Các bạn có thể mua vé ngay chỗ trung tâm này luôn. Có nhiều chỗ bán lắm. Thì tụi gia đình mình đi mua vé thì 4 người, 2 người lớn và 2 con nít, thì có khoảng 150 hay sao đó, mình nhớ mãi như vậy. Đây là cái bến tàu đây. Các con mình chơi ở đây và ngắm cảnh cái đá taxi phía ngoài kia. Đây là một cái ferry, một cái phà, nó sẽ chở khách đi qua bên đảo. Đi thích Mila không? Mấy tuổi nhỉ? Không nhau mấy tuổi nhỉ? Khó. Tụi mình đang ở trên phà. Thì phà có 2 tầng, các bạn có thể ngồi ở trên hoặc là ở dưới để ngắm cảnh. Đây là tụi mình trên cái thuyền hả? Trên cái phà. Đây là phái đoàn Việt Nam đi phà Bắc Mỹ Thuận. Mimi, where are you? Mimi? Hello. Mình đang ở đâu? Đang trên tàu. Đó, cái cảnh này, cái cảnh ở đằng sau em mình đẹp quá. Với em luôn mà. Từ ở trên phà các bạn có thể ngắm nhìn cái tảng đá Pacé. Thì đây là một trong những vòm đá nổi lên từ nước lớn nhất thế giới và là một trong những biểu tượng lịch sử và địa hình của Quebec. Theo như người hướng dẫn viên ở trên thuyền giải thích thì ở đây do sự xói mòn của thiên nhiên đó, một năm cái tảng đá này nó mất 300 tấn, là có nhiều cái cục đá nó rớt xuống và nó bị xói mòn. Và tên của cái đá Roxy này nó dựa vào cái lỗ ở chính giữa cục đá đó, nó giống như là cây kim nó xuyên qua cục đá. Và khi mà thủy triều xuống đó, các bạn có thể đi bộ ra, nhưng mà cũng rất nguy hiểm tại vì đá có thể rớt trúng mình. Đây là gia đình bạn Linh đang ngắm cảnh đây. Gia đình bạn Linh đi chơi chung với tụi mình trong chuyến này rất là vui. Trước khi phà cập bến thì nó chạy chung quanh cái đảo để mình nhìn các loại chim ở trên vách núi nè các bạn. Và ở phía dưới là có nhiều hải cẩu nó đang tắm nắng, phơi nắng. Nó đang bơi nhóc kìa. Trước khi phà cập bến vào đảo thì họ lấy chung quanh cái đảo để mình coi cái chim nó trên cái sóng trên vách núi nè các bạn.
thì khi các bạn lên đảo, các bạn có thể đi đến nơi mà chim ở, các bạn có thể đứng chụp hình gần hơn và xem gần hơn. Nhưng mà do tụi mình đến đây trễ và có con nít cho nên tụi mình đi không có kịp, tại vì từ cái bến phà mà đi đến chỗ chụp chim, chụp hình chim á là cũng khoảng 1 tiếng rưỡi đi bộ hoặc là 2 tiếng gì đó, và bận đi bận về nữa, cho nên là tụi mình đi không kịp. Nhưng mà bạn mình đi trước mình 1-2 tuần thì họ cổ chụp được hình mấy con chim rất là đẹp, và mình sẽ để trên đây cho các bạn xem luôn nha. Đây là hình ảnh bạn mình chụp nè các bạn. Cổ đi đến đây gần và chụp hình rất là đẹp luôn. Các bạn thấy chim nó đậu trắng trên vách núi luôn kìa. Đây là cái chỗ bến phà bên đảo đây các bạn, tụi mình đã tới rồi. Và trên đây cũng có một cái tiệm và chỗ nhà vệ sinh, và cũng có người hướng dẫn ở đây đón mình. Đây là bến phà đưa người đi và đón người về đây. Thì mỗi 2 tiếng có một chuyến về. Thì trên đảo này các bạn có thể có một cái tiệm bán đồ ăn phía bên tay phải mình đây. Và nếu các bạn, nếu không các bạn có thể đem đồ ăn qua đây ngồi picnic. Nó có nhiều bàn ghế cho mình ngồi ở ngoài trời picnic và ngắm cảnh. Đây là cảnh của bến phà trên đảo. Thì từ các bạn có thể thấy qua bên kia là ngay chỗ cái Rock Pexe đó, là bên đó là cái thành phố Pexe đó. Và ở trên đây, nước ở đây rất là trong. Vì đây là khu bảo tồn cho nên cảnh trên đây rất là đẹp, có rất là nhiều hoa. Và có những ngôi nhà cũ của những người dân đánh cá hồi xưa đó, họ bảo tồn lại và họ có cho mình đến tham quan, và có rất nhiều lịch sử, có rất nhiều bài học lịch sử. Đây là một trong những nhà của người dân hồi xưa ở trên đảo này. Tụi mình rất tiếc là mình không có nhiều thời gian trên đảo để khám phá hết cái đảo này. Quang cảnh thiên nhiên rất là đẹp, mình đi bộ nhìn không có chán, tại mấy đứa con mình nó ngồi tới cái chỗ cái bến tàu có cái bãi cát là nó ngồi đó chơi, còn mình đi vòng vòng. Các bạn nào mà muốn xem cảnh nhiều hơn, khám phá nhiều hơn thì phải tranh thủ đến đây sớm, 10 giờ hay là 8, 9 giờ đến đây đi. Tại lúc đầu tụi mình đi tà tà cho nên là rất là mất thời gian, và đến đây thì không có còn nhiều thời gian nữa. Đây là mấy con mình nó đi chơi nước với bạn đây. Ở trên đảo luôn các bạn. Đi kiếm kim cương. Đi kiếm kim cương hả? Người đang bán kim cương. Anh làm gì vậy? Cá gì quá. Nước trong mà lạnh ghê á. Đâu, nào mày chơi đây đi coi coi. Tìm những cái đá đẹp quá. Wow. Đây các bạn Linh đang
đang lượm ngọc. Đó. Ô, trong như ngọc luôn này. Màu xanh đẹp quá vậy. Đẹp ha. Chị, để mình quay đây coi. Wow, đẹp quá vậy. Nước ở đây trong ghê lạnh không Linh? Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn có dịp, các bạn nên đến đây tham quan. Rất là đẹp và bảo đảm không có thất vọng. Chào các bạn.